cả đời bố, gắn bó với việc chữa bệnh cứu người. Khó khăn nhất là phải chứng kiến cảnh đồng đội của mình ra đi. Chú ấy còn trẻ lắm, đôi mắt trong veo, đầy khát vọng cuộc sống. Nỗi đau chiến tranh đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai, đúng không? Chúng con luôn hiểu, để có được hòa bình như ngày hôm nay, cha ông ta đã phải đánh đổi bằng xương máu của mình. Chúng con luôn biết ơn và trân trọng, và sẽ cố gắng để gìn giữ nó. Lại thêm một đồng đội trở về với quê hương, thêm một gia đình được đón người thân của mình. Bố có buồn đâu, bố mừng lắm, vì đó là điều quý giá mà nhiều gia đình mong mỏi. Ngày cuối cùng của bệnh xá, chú ấy buồn lắm và lưu luyến, bởi vì nếu được về nhà thì có còn ai để chờ đợi chú ấy đâu. Còn chưa bố?
Hình như gia đình chú ấy không còn ai. Thì bố chính là gia đình của chú ấy. Và con cũng sẽ là gia đình của chú ấy. Con đi bố nhá. Chúc đồng chí lên đường chân cứng đá mềm, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Rõ. Bố giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi muốn sống, nhưng tôi không sợ chết. Bởi nếu có thể hy sinh mà đánh đổi được hòa bình cho đất nước này, thì có gì mà không xứng đáng là thôi. Lại thêm một đồng đội trở về với quê hương, thêm một gia đình được đón người thân của mình. Có được hòa bình như ngày hôm nay, cha ông ta đã phải đánh đổi bằng xương máu của mình. Chúng con luôn biết ơn và trân trọng, và sẽ cố gắng để gìn giữ nó. Đồng chí về với gia đình nhé. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước đảng ủy, chỉ huy trung đoàn và cấp trên. Đoàn kinh tế có những sự khác biệt về tính chất công việc, nhưng đây cũng là một mặt trận rất gai góc